Bộ đồ VTC ở dưới này này. Cái này là cái Đây cửa. bà mở đi. Cái này là cái Để cửa. cháu thử xem nào. Bây giờ bà mở sai. Anh định anh. Nó bị đẹp dài nhưng mở xong rồi. Mà trước thì cũng chỉ mở một cái là được, nhưng mà chờ mở ra có được đâu. Bà mở cái đầu Viettel đi. Đây, đầu nó đây. Đây, nó đang đèn đỏ. Nó đang đèn đỏ thì bà phải bấm cho nó lên đèn xanh chứ. Bấm vào đâu đây Đấy, à? đúng rồi. Bà bấm một cái, nó chưa lên đèn xanh. Cho cháu mượn xem nào, hay không có điều khiển này. Úi giời, điều khiển này có pin đâu. Đây chưa? Úi giời, bà làm này chết dân. Úi giời. Tức là cái tivi bà phải mở lên, cái đầu dưới bà cũng phải mở lên, nó cũng giới thiệu với mọi người đây là cái trang trại của nhá, của em. Nói đùa mọi người vậy thôi nhá, chứ đây là trang trại của nhà khách ở trên Hà Nội. Hôm nay đi vào để cài lại cho khách hàng cái tức là cái tivi 360, nhưng mà khách hàng không biết kết nối với cái đầu đầu tivi 360 ấy. Bởi vì giữa cái đầu 360 với lại cái tivi là nó có một cái hệ gọi là hệ chuyển HDMI. Mọi người phải chuyển đúng cái hệ HDMI thì nó mới kết nối được với cái đầu HDMI. Đây là tình trạng rất nhiều khách hàng gặp phải. Thì video này cũng sẽ hướng dẫn mọi người về cái cách để xử lý nó nhanh nhất. Mọi người chỉ cần bấm một cái phím ở trên cái điều khiển TV là mọi người sẽ chuyển sang được cái đầu thu 360. Mẹ mày còn trò to thế. Mẹ mấy con này mà nó lùa cho đi. May mấy con này nó hiền. Vậy ơi. Bà phải vào đây cháu chỉnh cho chứ. Không hay lần sau không biết làm à. Đầu VTC ở dưới này này. Đây bà mở đi. Cái này là cái Để cửa. cháu thử xem nào. Bây giờ bà mở sai. Anh định anh. Nó bị đẹp dài nhưng mở xong rồi. Mà trước thì cũng chỉ mở một cái là được, nhưng mà chờ mở ra có được đâu. Bà mở cái đầu Viettel đi. Đây. Đầu nó đây. Đây. Nó đang đèn đỏ. Nó đang đèn đỏ thì bà phải bấm cho nó lên đèn xanh chứ. Bấm vào đâu đây à? Đấy, đúng rồi. Bà bấm một cái, nó chưa lên đèn xanh. Cho cháu mượn xem nào, hay không có điều khiển này. Úi giời, điều khiển này có pin đâu. Đây chưa? Úi giời, bà làm này chết dân. Dễ thế mà, chú Linh chú lấy chú bữa xong này, xào này này. Cái chú Linh. Tức là cái tivi bà phải mở lên, cái đầu dưới bà cũng phải mở lên, nó cũng giống như cái đầu bên dưới này này. Nó mãi không được. Dạ. Cứ lên cái đấy. Đấy nhá, bây giờ đèn đỏ nhá, bà phải bấm một cái phím ở đây này cho nó lên đèn xanh này. Nguồn HDMI 1 đúng không? Để cháu chỉnh lại xem đã. Cái toàn người này mà không có tiếng hiệu. Chú lấy mãi thì rồi. Hay là lại cắm sang. Ôi giời, lại cắm xuống cái đầu này ấy. Cái dây HD này bà phải cắm ở đây. Cháu, bà cất cái đầu này đi cho cháu này. Đừng dùng cái đầu này nữa. Bà cất cái đầu này đi.
Nhìn thảo nào. Cái đầu, cái dây này nó kết nối lên tivi. Đấy bà cất cái đấy đi cho cháu. Cất cái đấy được sao? Dụng chứ. Có cái hộp để đựng vứt nhẹ. Chưa thấy lên này. HDMI 1 à? HDMI 1 bị lỏng. Chuyển sang H2 nào. Quân bảy mà tối lại cấm quốc cái tivi là cứ. Đấy, ok rồi. Cháu cho dùng một điều khiển thôi nhá. Bà dùng hai điều khiển bà lại không biết bấm, nó lại mất, lại chỉnh linh ta linh tinh lại mất đó. Thì một cái điều khiển bấm lên xong rồi. Đây là cái điều khiển dùng để tivi này là tắt bật tivi ạ. Vừa tắt tivi vừa bật tivi. Ừ. Đấy, vừa tắt tivi vừa bật tivi. Xong rồi. Đấy. Xong rồi bà thích kênh nào thì bà bấm ok vào thôi, bấm phím lên xuống, trái phải. Ví dụ bà muốn V3 này này, chuyển lên V3 bấm ok. Ôi giời. Chú mình đợi này, chú lấy link. Soạn tin nhắn. Đâu nhỉ? Đây à. 1331. 1331. 1K. Ba ba hai bốn bảy không. Đấy. Nhạc vàng karaoke. Đấy. Bà bật loa lên mà nghe. Đấy. Đây, cháu bảo này. Nhưng mà đến lúc lấy tivi lại không được. Không. Đây, đây bà nhá. Đây cháu hướng dẫn lại cho bà này. Ừ. Cái phím tivi này này. Ừ. Vừa tắt tivi vừa bật tivi. Bật vừa đưa, tắt vừa đưa. Vừa tắt vừa bật. Chú Ninh gọi à? Cái đầu này là cái phím ghi là tivi này là vừa tắt tivi vừa bật tivi nhá. Ừ. Còn cái phím đỏ này là vừa tắt đầu bên dưới. Đây cháu tắt cho này. Đấy. Còn đầu bên dưới tắt này. Đấy, hai thằng đèn đỏ đúng không? Bà muốn mở lên thì phải bấm cho nó một cái tivi này. Cái đầu bên dưới này. Bấm một cái nó lên đèn xanh là được. Thế thôi. Đấy. Ở đây thì bà muốn kênh nào thì bà cứ bấm hình ngôi nhà đây. Cứ bộ kênh 1 với kênh 3 là được. Rồi không thể kênh 1 đa số rồi xem kênh 1. Nó cái này hai lọng nhỉ. À. Cái đầu HDMI này nó bị vấn đề rồi. Có một cái dây dùng để làm gì nhỉ? Dây HDMI dùng để làm gì? Cái này nó bị gãy mất ở đây rồi sao?
Đây cái này chuyển xuống 720 đi. À đây. Này lại không có dây kia mà cắm cho bà nhỉ? Dây nào? Cho xem. Vâng, em nhỉ? Nghĩ nghe đây. Vâng. Cái này nó bị lỗi rồi nhá, giấy HDMI này. Giấy HD nó bị lỗi rồi. À đây còn đâu dây đây. Nó bị như này thì anh em chuyển lại cái hệ kết nối. Đây nó toàn chuyển 720 đi. Yết. Đổi tên Wi-Fi Viettel. Đổi tên Wi-Fi Viettel. Mà cứ ai mà đấy mới được tốt đấy. Đổi tên Wi-Fi Viettel. Hả? Không.
Đây bà nhá, cháu hướng dẫn lại này. Phím này là tắt bật tivi. Phím này tắt bật cái đầu bên dưới, đầu Viettel. Tắt tivi này, tắt đầu này. Mở tivi này, mở đầu này. Mở tivi này. Đấy. Cứ đầu cứ để nguyên thì bà cứ đấy. Mở tắt của mình cái tivi. Cái phím tivi nó cũng được. Ở trên này, trên màn hình thì bà thấy V1 đây chưa? V3 đây chưa? Bà chờ một tí, đấy là thoát ra. V1 đây này, V1, V3 bà thích. Bà bấm lên xuống này, trái phải này. Bà thấy cái chỗ trắng kia chưa? Trắng ô vuông đây chưa? Đấy, bà sang ngang này, đúng không? Đây, V mấy đây này. V1 là bấm OK vào. Bà phím OK đây này. Ví dụ vào trong này rồi thì bà thích bấm V2 nó ra V2. Bấm số 2 nó ra V2 này. Số 3 ra V3. Vâng, còn bà muốn YouTube thì bà giữ cái phím màu này, bà nói này. Muốn nhạc gì bà nói vào đây, muốn phim gì bà nói vào đây này. Là nó sẽ ra. Bà chả làm cứ lẫn lộn thì không dám mở. Bà không sao, bà không ấy thì bà rút điện cái nguồn đằng sau bà cắm lại cho cháu là được. Nhạc sống Hà Tây. Đấy. Lúc sau bà muốn chuyển về TV thì bà bấm hình ngôi nhà này là xong. Đổi tên Wi-Fi Viettel. Đấy bà bấm hình ngôi nhà này nhá, nó sẽ ra cái màn hình đấy, bà muốn V1 bà bấm lại vào. Thế là xong. Đấy bà cứ bấm đây thì ok, cái V1 đi, V3. Vâng, V3 đấy. Nếu mà xong muốn V1 thì bấm số 1 ạ. Đúng rồi, bây giờ bà bấm 1 đây. Đấy, hoặc là bấm hình ngôi nhà này. Ngôi nhà này, đây, V1 đây này. Hoặc là bà bấm sang ngang này. Nó có cái góc truyền hình này, TV này. Bấm OK này. Đấy, kênh gì bà muốn bấm OK vào là được. Đúng không? Bà cứ bấm hình ngôi nhà này thôi nhá. Còn nếu nó bị ấy, bà rút điện ra, bà cắm lại đây cho. Bà dùng mỗi một điều khiển này, bà bỏ pin đi. Thôi cháu đi đây. Bình BT46.